Hello, xin chào các bác. Chào các bác đến kênh thì vườn đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay đang gặp cho các bác một chiếc đồng hồ rất hay đến từ dòng Seiko Precept và đây là một chiếc có mã sản phẩm là SRW023. À, một con đồng hồ đã từng rất là hot ở trên thị trường nhưng mà thời điểm tại đang hơi hiếm hàng một chút các bác nhá. À, hôm nay bên em có về được một chiếc để phụ bác với độ mới còn rất là tốt. Để hơi tiếc một chút là chiếc này nó không có hộp đựng. Để anh em lưu ý một chút nhá. Và nếu anh em mua thì em sẽ có một cái đựng nhỏ nhỏ để anh em đi à, trong quá trình mình không sử dụng đồng hồ mình có thể cất đồng hồ vào hộp cho nó an toàn hơn. Em này thì về độ mới các bác không phải quá lăn tăn đâu. Con này độ mới đánh giá rất là cao. Đó còn khoảng khoảng từ trên 95% về độ mới. Đấy. À, giá bán cực kỳ tốt như chiếc này bọn em đang bán thời điểm hiện tại chỉ có 13 500 thôi giá phải nói là cực kỳ dễ chịu cho một chiếc SRW023 à, xanh trắng à, SRW021 bọn em vẫn đang có sẵn hàng này nhé à, trắng và đen đều có cả ở đây em thích màu sắc nào thì cứ thể liên, liên hệ với bên em à, trước khi đến cơm trước đầu trăm video ngày hôm nay sẽ mong em dành một chút thời gian khoảng hai giây thôi người nút đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi anh em ra video đồng hồ mới YouTube sẽ thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên cung cấp nhé không mất trở thành anh em nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc Seiko Vsep SRW023 trong video đồng hồ ngày hôm nay Chiếc SRW023 hôm nay giới thiệu với các bác anh em đã nói đây là một chiếc hàng qua sử dụng con này thì về độ mới đem đánh giá còn rất là cao còn trên 95% về độ mới rồi hơi tiếc một chút nó sẽ có hộp đó là những cái thông tin nó đã cung cấp rồi à, trước này chúng ta để sẽ có một số màu đen và đây là chúng ta có đèn tuyền không tia sắn bớt các nhé bên trong thì chúng ta có ba sáp đồ nhỏ được được màu làm ghi xám thân vỏ dây sẽ được làm hoàn toàn từ chất liệu thép công nghệ 36 l bộ dây thép đúc rất là dài dặn và chắc chắn khóa là một cái khóa thép đúc và đây là một cái khóa thiết kế cực kỳ tiện dụng của xe cô khi anh em anh em thấy khi mà chúng ta đóng lại nó tạo thành một tổng thể liền mạch của phần dây như này đấy sau cái này thì chúng ta thiết cái đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong nhá Trước này khi mà cầm ở trên tay thì cảm giác về trọng lượng của em nó ở mức rất là vừa phải thôi, không quá nặng tay, hơn không, không quá nặng tay các bác nhé. Đấy, tuy nhiên thì nếu mà anh em đang đeo đồng hồ dây da hoặc là đồng hồ máy pin mà chuyển sang ấy, chúng ta sẽ thấy là cái trọng lượng này nó sẽ hơi nặng một chút và đeo anh em sẽ cần khoảng 1 đến 2 ngày để làm quen với trọng lượng của đồng hồ. À, mặt số mà đen tuyền, cảm giác khỏe khoắn và đam tính với cái kính được phủ super clear chống đoán này thì nó cực kỳ trong trẻo và anh em có thể thoải mái ngắm nghĩa được vẻ đẹp của mặt số bên trong. À, em này thì sẽ có thiết kế ba À, về bộ máy 6 21 chúng ta có những cái sắp đồ bên trong như là ba sắp đồ lịch thứ, lịch ngày và chức năng power reserve. Đây đều là những cái chức năng cực kỳ tiện dụng của đồng hồ cơ và anh em có thể, thể sử dụng hàng ngày đều được. Nắm bắt được giờ thời gian giờ giấc rồi ngày, thứ ngày rồi có cả cái 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 kim xăng nó báo là máy còn bao giờ thì cót nữa để mà anh em có chủ động trong việc đeo đồng hồ. À, tiếp theo nữa thì à, thiết kế của em này đẹp, hoàn thiện tốt à, với Seiko reset về đoạn tiện không gì để mà chê cả. À, máy móc chất lượng 621 thì không gì để mà chê 28.800 tần số động 245 giờ tiết à, kích thước mặt của em này thì sai mặt sẽ khoảng 41 mm và độ dài mặt số của em này khoảng tầm 13 thì với chiếc đồ này thì anh em chu vi của tay khoảng tầm từ à, 16 cm trở lên thì anh em thật đều đẹp, đẹp với cái dòng sản phẩm này đó về cái mức giá bán thì 13 triệu 500 phải nói là mức giá bán nó quá là tuyệt vời cho dòng sản phẩm này rồi anh em nhé Nếu mà cách đây khoảng tầm hơn một năm thì anh em mua chiếc này thì nó mức giá nó sẽ lên quanh tầm 15 triệu chứ không rẻ đâu mà Tuy nhiên thời điểm tại nó chỉ ở mức là 13 triệu 500 thôi Mức giá phải nói là cực kỳ dễ chịu cho SRW023 thôi à, Đến kêu thiết kế phần mặt số dùng kỹ anh em nhìn một chút Thì mặt số chiếc này thì anh em có thể thấy là nó sẽ sử dụng phần mặt số với tông màu đen tuyền Đấy. và nhìn cảm giác rất là khỏe khắn hút mắt À, nổi bật trên phần mặt số này chúng ta sẽ có bộ kim có số được làm bằng thép bạc từ màu tương phản nên nó rất là dễ nhìn rồi và ngàn thời điểm những phút ngoài cùng được làm màu trắng rất dễ nhìn ở đây Cọc số thì góc 9, 12 chúng ta sẽ có vạch đôi các số lại sẽ là có vạch đôi bình thường ở bên trong chúng ta có logo Seiko góc 12 giờ phía dưới góc 7 và 6 giờ dòng chữ Japan là một chiếc sản xuất lắp tại Nhật mà máy 6 21. bên này chúng ta có mã phần mặt số góc 3 giờ là lịch thứ góc 6 giờ là lịch ngày góc 9 giờ là chức năng power shop báo năng lượng từ tự máy tôi đa tích cót là 45 tiếng này ở đây nó còn khoảng 25 giờ tích cót ba à, kim chính chúng ta kim dây thanh mảnh trong bật ba cái tường số động là 28 800 của máy thì kim dây cho rất mượt kim giờ và kim phút được làm dạng kim thon dài kính cảm này sẽ là kính sapphire khối chống sức được phủ uh, chống lóa cho nên là khi mà super clear đây lớp chống lóa cực kỳ tốt của Seiko đấy anh em nhé nhìn cực kỳ trong trẻo trong vắt một vài góc cạnh chúng ta cảm giác là đồng hồ không có kính nữa cơ à, về những kính bên ngoài chúng ta sẽ hoàn thiện với phần phê bóng độ mới thì còn rất là tốt đây anh em nhìn thấy này đấy. Con này độ mới rất hoàn hảo luôn. Đường kính một vài vết xước phải lông mèo rất nhẹ và rất ít thôi. Đấy, cạnh bên trên này. Cạnh bên dưới này. Đấy, độ mới rất tốt các bạn nhé. Cạnh à, càng này nó thiết kế càng hơi căng vào để ôm tay. Và độ mới cũng còn rất là tốt. Hầu như không thấy mấy vết xước này. Đấy, toàn vết à, mồ hôi tay, vết sức phải lông mèo rất nhẹ rất ít thôi. Bộ dây đi kèm chúng ta là dây thép không gỉ đúc đặc có 5 mắt dây. Đây là dây bộ dây thiết kế rất quen thuộc của dòng Seiko xếp thôi. Độ với phần dây cũng còn rất là tốt. Và anh em nhìn thấy là cái dây này nếu cái phần càng này thì anh em thích đổi dây ra là anh em phải đeo dây ra được. Đó, bên này tương tự này. Đó, khóa này. Khóa cũng còn rất mới đây, anh em nhé. Nói chung về chiếc đồ này độ mới thì anh em khi mua thì không phải quá lăn tăn đâu. Con này độ mới còn gần như là hoàn hảo cho anh em. À, tiếp theo nữa thì về kích thước thì đây anh sẽ đo thử cho anh em một chút này. Con này là 40,7 mm này. À, độ dài mặt số của chiếc này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 12.5. Và lắc tu lắc của em này. 46. À, được cái là lắc ngắn cho nên là dễ đeo. Nó với chiếc này thì tay khoảng 15.8 15.9 trở lên thì em nghĩ anh em thử đeo đẹp được con này. Và ví dụ tay của em là 15.8 này. Đây. Khi mà anh em thấy em đeo lên tay thì cảm giác rất là vừa bạn mà đẹp luôn này. Đấy. Cái cả ngắn cho nên đeo rất là gọn trên cổ tay độ dài thì với 12,5 năm nó sẽ hơi dài một chút nhá đó tay chỉ cần như tay của em đến khoảng tầm 17,5 năm là chuẩn bị cái tay lý tưởng này anh em đeo trước này và mắt thừa của em này thì thoải mái cho nha mắt thừa đủ cho tay 18, 19 cơ đó cho nên là về vấn đề chiếc đồng này thì chỉ hơi tiếc một chút nó không hộp thôi chứ còn lại những cái độ mới này mắt thừa và các thứ thì rất là tuyệt vời à, về mặt sau đồng hồ chúng ta thiết kế phần đáy hở máy cho anh em quan sát chuyển động máy 100 trong thì trên cơ vang này anh em cho thấy bộ máy trang bị là máy 6R21C 29 chân kính, tần số động 28 800 thì có tối đa của em này là 45 tiếng. Máy in được sản xuất và lắp tại Nhật, logo Seiko và Seiko Tham Corp. Bên ngoài chúng ta có logo Seiko, mức chống nước em này 13 tương đương 100 m, kính sapphire mặt đằng trước. À, thân vỏ làm chắc không gỉ, mã Má máy mã phần case back, chống ngược là chân anti matrix chống từ và mấy cái Japan sản xuất và lắp tại Nhật. Chiếc à, đồng đầu này chúng ta thì kính phủ super clear trong lõa này, thân vỏ thuộc phủ dial siêu, thì cái lớp phủ đai siêu này nó có tác dụng là giúp cái phần thân vỏ chúng ta trở nên cứng cáp hơn rồi có khả năng chống lại các vết sức nhẹ tiếp theo nữa là về cái vấn đề tốt nhất của chiếc đồng hồ này là của cái lớp phủ này nó giúp cho phần thân vỏ sáng bóng bảy này rồi chống lại các tác nhân oxy hóa như là nước hoa nước tẩy rửa hoặc là hôi tay của anh em thì nó sẽ không thể khiến cho phần thân vỏ chúng ta bị ốm màu nó chỉ là như kiểu vết bẩn ở trên phần thân vỏ thôi sau đó khi đó anh em mình ngâm qua nước đi một chút sau đó anh em lấy phần khăn mềm anh em lau thì nó sạch và thân vỏ chúng ta sẽ lại sáng bóng thôi đó. Máy 6 đời 21 thì không có gì để mà chê cả rồi. Đây là bộ máy rất là chất lượng và nổi tiếng của nhà Seiko. Máy đều đủ chức năng từ lên có tự động đến có bằng tay. Chỉnh giờ chúng ta sẽ mở ra hai nấc. Kim dây dừng lại trước anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ nó không nó có lịch thứ ngày, anh em vặn góc 12 giờ mà nó không nhảy lịch thì đây đang giờ buổi chiều. Ví dụ đây là 7 giờ tối này. Đóng lại kim dây chạy bình thường. Chỉnh lịch thứ hai anh em mở đúng năm nấc. Vặn xuôi theo dây kim đồng hồ chúng ta sẽ chỉnh được cái lịch ngày và ngược chiều kim ngồi, anh em chỉnh lịch thứ sau chỉnh giờ thì thứ ngày sau anh em nhớ đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh bờ núm nước vào. mức trong nước của dòng sản phẩm này là 100 m đây là một mức trong nước rất tốt các độ thường ngày anh em đi mưa rửa tay và xe rất thoải mái lưu ý với anh em là không ban người ta đi bơi tắm tắm lạnh một tắm xuống hơi nhá với mức giá bán hiện tại của chiếc đồ này là 13 triệu 500 đây anh em thích chiếc này có thể liên hàng lên bên em thông qua số thoại để phim trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để để dưới phần mô tả của chiếc. khi anh em điện tin em sẽ vẫn kỹ hơn cho anh em về chỗ này nhé cảm ơn rất nhiều theo dõi bên này của bên em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những gia đồng hồ tiếp theo